bia chính thức của các anh trai chùa trời phải tới. Ao xong rồi ra cái khúc mà bọn em ngã xuống xong rồi sừng á, anh nhớ không? Em nốt ở trong đấy là kết nối cho bài sau á. Bài sau là bài đầu đội sừng của em. Thì cái cuối bọn em về cái nhà tắm và em có thể ngã xuống xong rồi ba người trong sừng là đứng sẵn, anh hiểu không? Rồi. Để nối vào cái bài đó. Hoặc là một cái kết khác tùy anh. Cái nào miễn là nó bọn em bị ba con đi sừng kia đó. nó cho ba con kia ra là được. Nhưng mà nhìn không có giống với giống bên kia thì có sao. Nhìn mình không có giống bên kia lắm. Concept bên kia. Concept. Ý là chỉ là cái bóng á, chỉ là hiện cái bóng cho người ta thấy kiểu khó hiểu đấy ạ. Nó là một cái team thôi. Nhìn bóng đi. Kết là vô nhà tắm lại. Nghĩa là viết sao có một cái bóng kiểu ba người kia ra để cho người ta khó hiểu xíu, kiểu mở ấy. Sau lúc đến lúc bài kia vào thì bài tên là đầu đội sừng rồi. Nhưng mà nó có liên tiếp hay không á? Không liên tiếp. Nhưng mà em nghĩ vẫn cũng được, không sao đâu. Nhưng mà một cái hình nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà nó hơi khó hiểu cho tiết mục riêng của tụi em. Không sao là vậy. Còn cuối ao em nghĩ không sao đâu. Ao. Khó hiểu mọi người mới tìm hiểu đúng không? Hai cái ao. Bây giờ khó hiểu mọi người sẽ tìm hiểu. Em nghĩ là sẽ mình làm giống từ hai cái ao. Một cái ao bình thường là xong sau đó outro là tụi em, ví dụ tụi em đã post dán xong bốn đứa rồi thì sau đó là tụi em sẽ đi vô để cái cuối cùng để nó liên kết qua cái bài kia cho nó thi tính đồng đội. Nếu là em là đội trưởng thì em sẽ không chấp nhận cái điều này. Tại vì em thấy cái đoạn cuối nó bị không hợp lý. Nhưng mà thôi, vì đội trưởng ok nên thôi. Nhưng mà mình vẫn phải liên kết chứ không nên liên kết thì bởi vì Hùng nó đòi là có cái sừng ở trong bài mình cơ. Có cái đầu sừng thì để trong ấy nhưng không được, nó bị kỳ. Em đang nghĩ là liên kết một cái cách nào đó nó nhẹ nhàng nhất có thể. Hoặc là anh nếu vậy. Không thể nào mà tại vì cái sừng nó vô nó không hợp. Rồi, anh muốn cho cái gì nó đang nó hợp khác. Nó có thể liên kết link được thì ok. Không cần cái sừng cũng được. Nhưng mà làm sao cho người ta biết là cái kết thúc chuẩn bị cho ba kia vô là nói chung là nhìn cảm giác nó ra 7 thằng á, đúng không? Nó phải ra 7 người. Không phải 7 người, nó xuất hiện cái sừng thèm để có sự liên kết thôi là còn xuất hiện cái sừng. Thật ra cái sừng thì là dễ hiểu nhất. Nó có thể không liên quan đến bài mình lắm nhưng mà nó không liên quan lắm. Không quan lắm công nhận, nhưng mà ý là nó dễ hiểu nhất cho cái bài kia. Khi mà bài kia bắt đầu bật lên á thì người ta bảo thì ra bài sừng là bài này là cùng team kiểu đó. Để coi thử nha. Dạ ráng nha. Để coi thử cái liên kết sao. Tại vì nếu mà liên kết mở thì nó khó hiểu cho tiết mục riêng của bọn em thôi. Nghe hiểu là kết nối bên kia làm cái sừng. Coi riêng nó không có liên tiếp với cái team kia chứ team khác á thì nó bị ngắt giữa chừng thì nó người ta không hiểu là cái gì. Nhưng vẫn phải có liên kết nha, nếu mà đổi cách vẫn được có. Chứ không là Để coi. Dạ. Anh cứ nghĩ mình cứ làm không hợp lý thì thôi mình bỏ. Đúng. Ok. Bỏ ra nó quất mặt nha. Ok. Nó quất mặt đó. Ôi coi chừng nha, đừng quấn quấn nha. Thiệt á. Né nhau nha. Cẩn thận ha. Rồi cái này sẽ dùng cho đoạn khúc sau nha. Ok ạ. Cái này là của đoạn khúc đúng không anh? Khúc sau á, khúc sau và bốn người đã cùng con sáu. Điệp khúc thứ hai đúng rồi, khúc 2. Điệp khúc 2 á. Chicken cùng nhau. Chỉnh rồi ha, cẩn thận nha. Rồi, mình sẽ cầm như vậy trước nè. Rồi anh em mình chắc lùi lại tí ha. Cứ động động ra đi. Ok. Cái này 5, 6 là đang được ở đây. 5. Anh kéo đi qua không em không nhìn thấy gương. Rất là đa tình cùng nhắm à. Ta chỉ cần ta chỉ cần. Trước đấy ạ. Chỉ cần ạ, chúng ta chỉ cần ạ. Rất ta chỉ cần nhắm. Ủa nhanh thế. Nó sẽ nhanh chứ. Không, nó đang rất nhanh mà. Rồi, ta chỉ cần ta chỉ cần tụi em thả xuống một cái là tụi em thả tay ra nè. Rồi kéo lên thì chỉ cần kéo tay ra thôi. Ok. Là thả nguyên cái dây ra luôn. Thật. Là tụi em đang đứng gì nào đó. Tắt xuống cái nè, tụi em kéo lên luôn. Ok. Em hiểu. Hiểu không? Cần. Rồi. Oh yeah. Còn mới hai khuôn rồi đó. Ok. 5, 6 rồi ta chỉ cần 5
tên tên bùm bùm tờ đần tờ đần tần 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 tờ đần tần 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 nha. Anh thấy là có lời cho em nhớ nha. Ồ, cái đoạn chuyển nó hơi nhanh. Cái đoạn mà vô này xong rồi thức thức tần tờ đần tần 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 tần. Lại nè. Ok. Xong rồi quay. Lại nè. Tới đây biết rồi đúng không? Tới đây ok đúng không? 1, yeah. 2 nè, 3 nè, đá 4 nè, 4, 5, 6 thôi, 2 dọc tới đây thôi nè, vẫn giữ cái độ dài vậy nha. Rồi, được, 7, rồi chậm bên trái vô, em chậm bên trái vô, 7, 7, là 8 kéo vô đây, đúng rồi, rồi xong mới chậm chân phải lên thì mới đưa cái thứ 2 tay lên, ngửa ra lại. Ok, rồi, dừng lại nha, 1, 2 đến 3 nha, 1, 2 đánh 3, 3 đá 4 quay 5 6 dậm chân vô 7 xoay 8 bước lên 1 2 ok. Ai bài này nhảy tốn sức rồi, tốn sức mà mệt. Và cúp đầu chia mỗi người cúp ở trong không tốn nữa đâu, tới đây mới bắt đầu căng đúng không? Mồ hôi đi cho nó lên, mồ hôi cho nó chảy ra đi. Lại ha. Dạ. 5 6 rồi ta chê tàn tàn ta ta tên tên bùm bùm vờ tên 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 bùm bùm cái sẽ đánh vô cái bùm bùm bước lên. Cái này là anh lít hả? Cái này là góc xẻo hay góc ngang? Xẻo đúng không? Cho thấy mặt nhỉ. Xẻo. Làm mới và kiểu New Jean vậy đó. Anh new cho em hai tên bài hát New Jean thế nào? Đang tính nói là New Jean. Ở đó là một thể loại hip hop kiểu drill mà không thuần drill lắm, nó hơi drill mà nhẹ nhẹ thôi. Với lại về sau là tụi em cũng làm nó hơi dance một chút xíu. Riêng về phần nhảy thì nhóm em thì cũng có bầu ra một tổ trưởng của việc nhảy, đó là anh Tú. Thì anh cứ biên sao mà nó khó mà nó phải đẹp mà khó cũng được. Tại vì Tú sẽ chịu trách nhiệm là gọi là sẽ trend lại cho tụi em. Đó thì không biết là anh đã tính toán gì cho cái việc cho cái bài đó chưa? Thật ra mới đầu anh tính nhiều lắm á. Nhưng mà nghe cái đội trưởng ấy hết mình tính luôn. Anh nhớ là anh có khoảng 25 năm kinh nghiệm nhảy. Anh nhớ vậy. 25 năm hả? 25 năm. Ok, em cỡ đó đấy anh Lít ạ. Anh Lít nghe chưa? Nghe rồi. Có nghe cái đoạn mà em của anh xong lưng không anh? Có. Em đến thuốc đây nghe em cũng hết dễ thương lắm, đã. Thôi mà anh luôn thua âm anh luôn chứ. Đã lắm. Nghe em như là anh trạc tuổi cấp tình vậy đó anh. Nghe dễ thương, trẻ trung. Anh bài này chắc cho bọn em theo vẫn là tinh thần kiểu trẻ trung năng động. Cái concept của tụi em là có liên quan đến zombie. Vậy mình có một cái động tác gì mà nó hơi đặc trưng chút xíu cho trong cái bài của tụi em được không? Để cho có một chút xíu thôi, để cho nó có cái màu với riêng riêng. Nhìn nó hơi dị xíu cũng được. Xong rồi bỏ động tác. Thì game tụi em cũng không có gọi là đề xuất gì nhiều, tụi em chỉ cần thắng như bài Liên Quân. Trời ơi. Anh xui nha. Hên á. Like a star, like a star, like a star, like a star. Như anh chim nên đơ đơ. Như anh chim á. À, như anh sao? Thôi. Anh sao? Như anh chim là cái gì trời? Anh chim là cái gì? Anh có hòm hòm cái một vài động tác nào chưa ạ? Để xong rồi anh em mình chắc tập luôn nhỉ? Tập luôn đi. Dạ, thôi tập đi. Tập đi. Đúng rồi. Ô, tập luôn à? Rồi. Cái kia thì ngủ nữa. Đừng chờ gì nữa. À, vậy em ngủ giấc đi, bọn anh tập xong thì gọi em dậy. Không, tập đi là tỉnh à. Đi. Tập đi. Đi. Nói loa được. Vậy nhảy thôi. Phải nhảy nhảy phải nhảy nhảy. Anh sẽ cúi về trước một xíu nha. Dạ. Cái tay nó sẽ là 1 2. Tay trước nha. 1 2 3 và 4 là đi cái bài. 3 1 2 trái phải trái. 1 5, 2 trái phải trái. 5 6 trái phải trái. À đúng rồi. Mình sẽ để kết hợp lên, nó sẽ là 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. À nó sẽ hơi cứ cúi đầu về trước nha, như đi zombie vậy đó. Lại ha. 1 2 3 4 nè, nhảy 5 nè. Là tay dịnh ra đây nha. Lên nhịp 6 là chạm đỉnh nè. 6. Và chân chạm khép chân lại luôn luôn.
đúng rồi, nó sẽ bành hai cái đầu gối ra nhưng mà phải khép chân lại. 5 6 6 bên phải 7 bên trái 8 đúng rồi, rồi xong đi. 1 2 vai 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 đặt 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 đúng rồi. Hai ủa cái tay nó vậy chứ mày thẳng đó phải không anh? Nó không thẳng băng được đâu, nó hơi co co vậy thôi nè. Cái đây thẳng nha, cái đây thẳng nhưng mà lúc đi á thì nó hơi co co lại. Ok, bùm 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 ta. Ok đúng rồi, mình sẽ đi bên nào là cái đầu nó sẽ hơi nghiêng nhẹ qua bên đó. Ví dụ bên đây thiết sơn ở bao dự dịch tên tên lại ha. 5 6 7 lên 1 2 3 4 nhảy 5 lên 6 bên phải 7 bên trái 8 bước 1 2 3 4 5 6 7 và 8 ok rồi được á, được á, tiếp luôn ha. 7 và 8 nó rút đây nè. Rồi tụi em nhảy hai chân ra. 1 tà 2 tà đúng rồi, nó sẽ là nhảy ra kéo vào, nhảy ra kéo vào, tấn xuống kéo vào đứng thẳng lên, tấn xuống kéo vào đứng thẳng lên. Thì cứ tập chân trước nè, quỵ đứng là chân trái, quỵ đứng là chân phải, thẳng lên nha, đẩy hết cỡ ra cái hông lên xíu. Là 2 đi, quỵ đứng, quỵ đứng, rồi thêm cái tay vô cho anh nè, quỵ nè, quỵ đứng nè, quỵ đứng, đúng rồi đó. Ok, lại ha. Ê, vậy thôi đấy, mình không nhanh á, nghĩ đẹp đâu, nghĩ sâu, làm gì đẹp, nghĩ sâu ok. Có giọng ai mà hay quá. Rồi quá tốt rồi, em nghĩ là hẹn gặp mọi người trên sân khấu đi. Dạ tới nhỏ vô trời. Ổn lắm rồi, quá ổn rồi. Một hai ba tụi em bắt vô là ok á, tại vì nãy bị nhanh quá. 1 2 3 nhúng 5 6 phải trái 1 2 3 4 5 6 phải và nhảy 1 2 thẳng tay ra tú rồi. 1 tà 2 tà đúng rồi. 1 tà 1 tà 2 tà ok. 2 tà ok. 6 6 7 7 8 tay nó cứ chạy vậy nè. Tay phải lên nè, tay phải dưới lên, tay phải dưới lên. Đó, rồi tay trái dưới lên, tay phải dưới lên, tay trái dưới lên, móc từ dưới lên. Đó là quyển chuyển quá, quyển chuyển quá. Chân bên nào là tay đó móc. Chân bên phải là tay phải móc nè, đó. 5 rồi, chân qua bên trái là đó. 7 8 ok. Rồi mình sẽ cái gì vậy? 6 7 8 Ờ đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. 5 mày đang đi cái đầu gối cho nó ok nó được. Dạ. 5 6 3 từ 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 từng tay thôi. 5 5 đúng rồi. 6 6 7 8 tay lỡ mà quên thì cũng không sao, nhưng mà ráng đúng thì càng tốt. Ok. Xíu á. 5 6 7 8 là có lúc đây nha. Anh Tú, anh để ý cái đầu gối, di chuyển cái đầu gối thôi, di chuyển đầu gối nhẹ nhàng nha. Di chuyển đầu gối. 5 6 7 8 kết thúc đây. 5 6 7 8 chép được hình luôn trên nè. Rồi Tú lên đây, tại vì em vừa hát xong cái đầu tiên là xong phần của em đã đến luôn đọc rap liền đúng không? Đường rap liền rung tới đây. Em đây hả? Đúng rồi, rung tới đây. Ok. Hàng xéo, hàng xéo, hàng xéo. Rồi đến phiên Captain em. Captain đây.
xéo nha. Rồi chung xéo 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 xéo, xéo 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 xéo. Tại vừa vừa mới hết câu của Tú là mình sẽ nhập vô cái hàng dưới mình nhập lên. Cuối đến cuối. Ừ. Đó, mình dùng động tác này. Tới đây, đàn xéo. Bùm bùm. Bùm. Mình đi cái này. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 1 2. Rồi bắt đầu đi cái gì di chuyển cho anh nè. 3 4 á thì là em đi ngang qua, em đi ngang bên này, đúng rồi. Đúng không? Cấp tình đi ngang bên kia. Rồi cấp tình đi ngang qua đây. Tú đi chung đi ngang qua đây, đúng rồi đó. Thành hàng hai hai hàng xéo. Dạ. Là tới đâu tới nha, không không cần phải là em bị chồng bị che. Em đứng ở đâu? Em đi ngang ra thôi, nghĩa là em đi ngang qua. Rồi xong, mọi người dùng cái đây nè. Nhập vào làm một hàng ngang. Đó. Em đâu? Đây anh đi đứng em, đi xong đứng hàng ngang. Cấp tình với lại Luân là hầu như tại chỗ để hai bạn kia nhập về okay. Hàng ngang hầu như nha. Mình cũng căng canh lại cho nó ngang lại chút xíu. Xéo xéo là cấp tình đây. Đây. 5 6 nè, 7 nè, 8 nè. Bao dù tan 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 nè. Bao dù tan 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 tan. Bao đổi tan 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 hàng ngang hàng ngang. Ừ, là cái đây em đổ tới nơi, tới đâu tới. Nhưng mà cái này có nhập lại ngang. Chỉ xuống một cái xong lên nha, còn qua bên này nữa không anh? Có một cái trước rồi. Không, nó bỏ cái bà tiếp theo á. Xin xin anh Lít. 2 nhảy, 3 nhảy, 4 à. Cái chỗ nhảy này á anh là tụi em đổi về cái vị trí hàng dọc thẳng trước. Đúng rồi. Không, cái này thì em mới... Rồi xong mới dồn lên là bằng... À, vậy thì lúc này em mới bắt đầu đi lên. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là thẳng ngang. Khánh lò còn rút 4 cái liền á. Vậy là chỗ này em sẽ qua đây, qua đây. Đúng rồi, rồi xong em đi cái bảng này lên. Anh chơi ba lê vậy. Yeah. Bao dù tan 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 đi. Hàng ngang hàng ngang. Ờ nó còn nhiều, dư nhiều lắm anh yên tâm. Dư nhiều lắm. Ờ dư nhiều lắm. Em có 6 bước để tới đây à, em chạy như đi chợ vậy. Ta. Đây vậy. Cái chân em một hả? À? Một, đúng rồi. Hay là do nó bị không thuận một, nhỉ? 1 2 3 1 4 2 1. Đánh đầu gối đi. 3. Đúng rồi, đúng rồi mà. Nhưng mà cái đầu gối đầu tiên của anh Lít là gì nè? Một là ra đây chứ không có vô đây. Mình đây. Nhưng mình là gì? Một, hai đúng không? Hai, ba, bốn. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nhưng mà của anh Lít là gì nè? Một là ra đây nè. Một ra đây, đúng rồi. Hai mới vô đây nè. Một, hai, ba, bốn.